Đây là clip nói chuyện giữa nhà đầu tư với chủ doanh nghiệp bán bất động sản Golden Bay Đà Nẵng. Ồ, chú Long ạ, cháu Trung mà. Ừ. Cháu bảo cái căn hộ của chú mà ở tại Đà Nẵng Golden Bay là chú mua từ 2019 đấy chứ. Ừ. Nhưng mà trên hợp đồng của chú là cái căn đấy là không có bếp mà. Thế vậy chú mua lại là mua của người ta có bếp chứ, cái của người ta có bếp. Không, hợp đồng của chú cái căn đấy là không có bếp. Chú xem lại hợp đồng nha, các bạn vừa trả lời cháu mà. À, thế thì bây giờ thế nào? Cái hợp đồng mà chú mua mà không có bếp thì bọn cháu làm sao lắp được? Thế tất cả đấy nó đều như nhau hết thì sau này là như không, vậy mà... Có căn là người ta mua hợp đồng có bếp, có căn người ta mua hợp đồng không bếp. Chú nói với cháu như thế này, chú mua là lúc đó là 2 tỷ 2. Mà nhiều người không, người ta mua... Trên hợp đồng, chú phải xem trên hợp đồng cho cháu. Trên hợp đồng là có hai loại hợp đồng. À. Một loại hợp đồng là có bếp. À. Và một loại hợp đồng không có bếp. À. Mà cái hợp đồng của chú là hợp đồng đang mua là hợp đồng không có bếp, là người ta trừ khuyến mại. Bây giờ nghe chú nói này. Vâng. Hiện nay chú mua cái căn đấy là 2 tỷ 2. Và rất nhiều người người ta mua có tỷ rưỡi thôi, người ta còn bếp, người ta còn được bếp. Không. Cái người ta mua về sau cháu không biết, nhưng mà chú phải nhìn được cháu hợp đồng, trên cái hợp đồng này có bếp hay không bếp đã. À. Thì nếu như có bếp thì cháu mới can thiệp được, chứ còn không bếp mà cháu can thiệp vào cháu thành sai. À, thế tức là bây giờ nói tóm lại là cái chỗ đấy là không có bếp mà nó chỉ có thế thôi. Đúng rồi, tại vì chú phải xem cái hợp đồng cho cháu. À. Còn người cháu xin được cho chú thì lúc đấy mới ok. Còn bây giờ là cái việc đấy là các bạn vừa trả lời cháu là căn của chú là không có. Thế thì bây giờ cháu xin cho chú đi hoặc như thế nào thì cháu giúp chú cái. Để cháu sẽ hỏi lại cái việc này. Ok chưa, cái này là cháu lại phải trình lại rồi. Thế cháu cứ trình bày lại cho nói là chú mua rất cao tiền mà chú này bị vướng rồi, như vậy. Cháu biết thế, thì cháu biết thế đã. Ừ, nhá. Cháu xem cái phương án như nào trong tờ báo. Rồi. Chú thấy có hai cuộc gọi nhớ. Bây giờ mà điện thoại của chú nó lại hết pin. Thế giờ chú nói đây. Thôi không gì, cái đấy cháu sẽ theo quy định thì cháu sẽ trả lời chú. Ừ. Còn cháu sẽ để yên, cháu sẽ nghĩ phương án để cháu xin cho. Bây giờ chú có ý kiến. Vâng. Về lý là cô chú mua cái nhà này là rất nhiều tiền. Hai cái nhà tổng cộng là chú đã đưa vào đấy là thành ra 3 tỷ 2 tiền mặt. Và cái nguyên tắc thứ nhất là cái nhà của chú là chú mua nhà để ở. Và một là để ở, hai là để ký hợp đồng cho công ty thuê 10 năm. Nhưng cái phương án cho thuê 10 năm thì nó không thực hiện được, không phải do bên chú nhé. Do công ty Hòa Bình. Và đến bây giờ chú vào ở, cũng lại không có bếp núc gì cả. Thành ra một cái nhà chú nén lắm, chứ chịu ở một năm nay, không bếp. Thôi, bây giờ cháu bảo chú thôi, bây giờ như thế này. Cháu với cả chú thì chú không phải thích nhiều với cháu. Ừ. Cháu đã bảo là cái theo quy định là cháu vẫn phải trả lời chú. Ừ. Còn cháu bảo rồi là cháu sẽ có phương án để cháu xem, nhà cháu sẽ lựa để xin cho chú từ bếp. Ừ. Ok chưa? Thế bây giờ chú okay có chưa? Một ý kiến nhỏ này. Đây là ý kiến của riêng chú với cháu thôi. Bởi vì chú nói là tiền chú bỏ vào đây rất nhiều nhưng đến bây giờ mà không ở được. Thì chú sẽ quay sang một cái phương án. Một là chú trả lại nhà. Là vì trả lại nhà thì nó hợp lý hơn. Là hợp lý cho cả bên cháu. Cả bên anh Đường ấy, vì anh Đường không thực hiện được thì theo luật ý, là tiền của BI sẽ trả về cho người đó. Thì chú lại lấy tiền, chú trả lại nhà. Mà chú lấy nhà, chú lại đi mua ở một nơi khác. Đấy, ý của chú. Thôi, cái việc đấy tính sau, cái việc đấy tính sau chú. Cứ tưởng thứ giải quyết một đi đã. Ừ. Ok cho chú, bây giờ để giải quyết được những cái việc chính đã. Ừ. Sau đó để cháu để kia giải quyết cái việc kia đã, còn không được nữa mình sẽ tính tiếp. Đúng không ạ? Thì bây đúng giờ rồi. Mà chú cháu mình tính những cái việc kia là gì vội khi mà cái việc chính nó còn chưa xong. Ừ. Chú ok với cháu chưa? Ừ, khi mà xong cái việc chính đi đã, lúc đấy thì nó sẽ ok hơn. Ừ. Nhá, ok chú. Nhá, chào chú. Ừ.